may mắn lớn nhất của cuộc đời là gì? May mắn lớn nhất của cuộc đời không phải nhặt được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến một nền tảng cao mới. Thật ra hạn chế sự phát triển của bạn không phải là trí thông minh hay học lực, mà là nhóm quan hệ trong cuộc sống, nhóm quan hệ trong công việc. Thay đổi và tạo những mối quan hệ tốt đẹp sẽ xây dựng một nền tảng cuộc sống đẹp và vững vàng hơn. Hãy tự tìm cho mình một quý nhân. Quý nhân chính là những người gặp gỡ mang tính tích cực. Đi với người trung thực, bạn luôn nhận được sự uy tín. Đi với người hòa nhã, bạn học được cách kiềm chế bản thân. Đi với người có khiếu hài hước, bạn biết phải làm mới cuộc sống bằng điều gì. Đi với người tinh tuệ, bạn sẽ biết nên thu thập kiến thức từ đâu. Đi với người chu toàn, bạn sẽ tự học được cách ngăn nắp. Đi với người dám nghĩ, dám làm, bạn sẽ có động lực vượt qua mọi sợ hãi. Đi với thành công, ánh sáng của họ sẽ soi rõ con đường có thể bạn lâu nay chưa nhìn rõ. Bạn trở thành người như thế nào, không phải do xã hội, không phải do giáo dục, không phải do hoàn cảnh, càng không phải do không may mắn, mà là do cách bạn cố gắng và chọn lựa mà thôi. Chúng ta đủ lớn để không đổ lỗi cho bất cứ thứ gì.